Hoàng thượng cầu cứu con sen vì nửa đêm bị con sen nhí bắt nghe hát. Chú mèo này cảm thấy rất cần được giải cứu khi con sen nhí nhà mình cứ bắt buộc mình phải nghe nó hát ru để đi ngủ. Em bé có tên là Pony, dù là em bé nhưng vẫn muốn đi chăm sóc một em bé khác. Thế là đêm đêm lôi hoàng thượng nhà mình lên giường và bắt đầu tiết mục ru ngủ. Thật ra là làm rất có tâm luôn nha, hát hết bài này đến bài khác, còn biết đắp chăn, hai tay nhịp nhàng vỗ vỗ vào người rất chuyên nghiệp. Nhưng chú mèo này thì có vẻ vẫn không có ý định muốn ngủ, ánh mắt nó chán chường và bất lực không thể tả. Rồi mày hát vậy, tao mới không ngủ được á, thân mình la chưa xong mà đi la cho người ta. Con còn là bé bé, nó đầu trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi. Ủa đi, sao con hát? Cảm thấy sự việc này sẽ không chấm dứt được nên chú mèo đưa mắt tìm kiếm con sen lớn để mắng vốn. Nè, lại cứu tao coi. Hết con sen lớn báo, giờ con sen nhỏ cũng báo. Dù rất đáng yêu, nhưng giờ thì hiểu như thế nào sao lại gọi là trẻ em có hại cha mèo rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.